Thầy chú Hồng Phát. Trời ơi, thôi nói thiệt với chú nha, không có cửa đâu. Anh sẵn sàng chiều đâu, chiều tan nát trại tim đi. Cảm ơn, dạ cảm ơn Tam Diệu, dạ. Trời ơi, từ từ thôi, sụp cái máy, sụp cái máy. Tôi bán đúng mía rồi đó, 15 năm rồi. Là đất bị lừa rồi. Trời ơi, nói vậy là hủi của tụi em bị dập hết rồi hả? Tụi bay làm sao nhà cửa đất đai, tao biết bao nhiêu còn nhà tao ở đây, không lẽ bây giờ tao trốn thật mày? Chị Vân, chị ăn đậu hũ Nam Việt ngon không chị? Đậu hũ Nam Việt ngon, rất ngon. Mát không chị? Tụi em còn có đúng tiền mua một hũ cho chị ăn luôn á, tụi em không dám ăn luôn á. À, không không, cái này tụi em mua để cho chị ăn, cho chị mát lòng mát dạ. 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 Mua cho chị ăn mà nói là tụi em còn có bấy nhiêu đó tiền thì chị ăn sao ngon? Tại tụi em cũng sắp có tiền rồi. Dạ, dạ đúng rồi. Dạ, cũng có một số tiền lớn tụi em cũng... Dạ. Dạ. Muốn nói gì nói đi chị nghe. Dạ. Dạ, 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 dạ chị mở miệng rồi. Chị mở miệng ra rồi thì mình cứ dạ. Nói. Dạ chị, thật ra là tại vì năm nay kinh tế khó khăn. Mà đợt trước á, tụi em nghe lời chị á, tụi em á, chơi hụi của chị á. Dạ, bây giờ tới kỳ rồi. Dạ. Chị cho em... Tụi em... lấy hụi ra nha. Dạ, tụi em hốt dạ. Trước. Dạ, cho tụi em hốt. Chị. Dạ. Bây giờ tiền hàng tụi em nợ nhiều quá, chị dạ. Thấy không? Tạp quá nè, em lấy hàng quá về quá trời luôn. Mà tiền hàng chưa có trả cho người ta, giờ người ta dí em quá trời chị. Dạ. Chị trả, chị cho em lấy hụi đi để em trả bớt tiền cho người ta. Dạ. Cái tháng này á, mưa gió rồi xe của em sửa hoài à. Ở dưới quê ba mẹ cũng có gửi tiền về, em cũng không đủ. Nên bây giờ đó, tụi em muốn mình hốt cái dây hụi ra xong tụi em chia nhau. Rồi trang trải cuộc sống, mong chị thông cảm, chị cho tụi em hốt dây hụi này. Em dẹp xe nước mía luôn rồi, chị cho em ứng để em mua mía để em bán nha chị. Rồi chị ăn hụi tụi hủ nữa chị, để em đút chị ăn nha. Còn 5 ngày nữa là tới cái dây hụi của tụi em. Dạ đúng rồi, 5 ngày nữa là tụi em hốt được đúng không chị? Thôi thì 5 ngày cũng được, 5 ngày cũng được. Thôi bây giờ như vậy nè, ráng đi. 50 ngày nữa chị cho hốt. Hả? Tại sao chị? Hồi bữa chị giảng dạy, chị nói là khi nào mà tới cái kỳ tụi em muốn hốt á thì tụi em báo trước rồi tụi em hốt mà. Ừ thì cái bữa tao giảng dạy ở trên đó là cái lúc đó. Mà bây giờ cái lúc này nó khác rồi. Trời ơi, ngày mai là trời nắng chứ ngày mốt là trời đã mưa rồi các em. Ôi, nhưng mà chị ơi, 50 ngày nó quá dài. Trời, gia đình em ba mẹ dưới quê là chết hết khổ lắm chị. Sao ơi. Sao mà chết được trời xe ơi. Xe em bây giờ là không có xe em không hành nghề được. Em không hành nghề được tiền đâu đó, cuộc sống chán chài. Cái vấn đề không phải là chị không muốn đưa tiền cho các em. Dạ. Mà là cái vấn đề mà cái dân chơi hụi nó có nhiều cái góc khuất lắm. Ừ là. Nó có nhiều những cái bí ẩn mà mình không nói ra được. Dạ. Mà mình nói ra là không ai chơi hụi với mình nữa, hiểu chưa? Cái góc khuất đó là nghề của chị. Đúng. Còn tụi em á là tới kỳ là tụi em được hốt mà chị. Thì ta có nói là không hốt đâu mà là 5 ngày giờ lại 50 ngày thôi. Chị em có hiểu chứ? Thì đúng rồi, mà ta đã nói là trời ơi trời. Trong cái chuyện làm ăn hồi hè là không còn nói chứ giật hụi, nói chứ giật hụi là bị xui biết chưa? Ta giật hụi chị giật hụi tụi em hả? Thì cái thằng chơi hụi chung với chị đó nó thua cá độ đá banh rồi nó đi luôn rồi. Trời ơi. Chị nói vậy là hụi của tụi em bị dọc hết rồi hả? Trời ơi chị ơi, cả gia tài của tụi em bỏ vô đó. Cái gia tài gì, có bao nhiêu tiền đâu, có tí tiền mà gia tài gì. Thì là một tí thì đối tụi em là cả gia tài. Đúng rồi, mấy triệu bạc đối với em là nó to như mấy xe bò á chị. Bây giờ chị mà không đưa cho em là em nấu cửa tiệm luôn á. Tụi bây sao nhà cửa đất đai tao biết bao nhiêu, còn nhà tao ở đây thì không lẽ bây giờ tao trốn thật mày? Dạ thì thôi chị cố gắng chị bán căn nhà đi, hay là chị làm cái gì đó. Mày nghĩ sao có chút xíu tiền kêu tao bán nhà, 50 ngày nữa được có. Nhưng mà giờ chị sống sung sướng 50 ngày, nhưng mà 50 ngày đó tụi em cực khổ. Từ từ để tao tính. Chị ơi chị. Ừ ngon. Alo cái gì? Ba lô đất à? Được rồi chị xuống tiền chị cọc nha. Chị đi nha, từ từ chị tính. Được rồi. Ôi trời ơi sao tôi nghi quá à. Tự nhiên bây giờ bị bà dụ chơi hụi ăn chi, rồi bây giờ mới nói thằng cha nội kia giật hụi của bà, rồi có khi nào mình ngủ dậy á tự nhiên bà đóng cửa bà đi phương khác bà ở không? Trời ơi, bà lấy nợ của mình không? Bông ơi em đừng nói xui vậy, tiền bạc của mình bà đi là mất hết đó. Ủa cái gì mà chết thì giật hụi gì vậy? Ê nè, kỳ này là tao phải hốt nha, tụi bay không có được dành tao nha. Không ai dành với má luôn á. Mày đi, mày đi lấy đi.
Người khác lấy rồi, thằng khác nó lấy xong nó giật hụi nó chạy đi luôn rồi. Ủa là sao? Là sao nói gì không hiểu vậy? Làm cái gì mà nãy giờ hẹn rồi sao bà không tới sớm? Bà mới làm lại bà. Chỉ có bà mới làm bà. Tôi hiền quá bả lướt. Ủa là sao nhưng mà vấn đề này nói nghe rõ coi. Nè, em nghe nội nè. Tức là hồi nãy tôi anh có mời chị Vân ủa về qua đây. Có gom hết tiền của mấy đứa mua cho chị một hũ cái gì đậu hũ Nam Việt. Chị ăn cho mặt lòng mặt già với mục đích là xin hốt hụi. Rồi có cho không? Không. Ủa sao kỳ vậy? Mấy hẹn 50 ngày nữa. Ủa tại sao? Ủa rồi tiền hụi của tao? Sao mà ai biết được? Bây giờ ở đây ai cũng chơi hụi của bả hết trơn á. Ủa vậy là cuối cùng là bả 50 ngày nữa. Trời, bây giờ làm sao trời? Bả nói là bả bị giật hụi mà tôi nghĩ không phải đâu. Hồi nãy có cuối bả đi ra tôi nghe bà chốt cái gì á, mấy lô tôi nghi là bà lấy tiền của mình bà mua đất. Ủa mày nghe không? Mày nghe không? Nghe bà chốt mấy lô không? Đúng cái gì vậy? Chốt cái... bà nói cái gì vậy? Xuống cọc. Nhưng mà bây giờ bà đang cầm tiền của mình, bây giờ bà nói là người ta giật rồi đúng không? Mình cũng đâu làm gì được bà đâu. Bây giờ chỉ còn một cách đó, làm sao để cho bà khai thiệt ra bà lấy cái tiền của mình bà làm cái gì đây nè. Trời đất ơi, cái bà này dễ sợ luôn nha. Được rồi, để đó tôi nha, tôi có cách. Tôi phải làm cho rõ cái vụ này nha, không có để chìm xuồng cái vụ này đâu. Được không? Lớn. Trời ơi, cậu ơi, cậu. Đi chị ơi. Dạ cậu đợi một tí xíu nha cậu cái ơi. Cái bà này bà kêu chị hoài à. Chị tới đâu kìa. Chị kêu tên chị hoài luôn á. Cái ba người đâu vậy đó vậy? Ai vậy? Cậu bậy, tới đây nhắc tới tên chị không mà cậu coi linh lắm. Từ nãy giờ coi tụi em hả, coi ở đâu là đúng đó, linh lắm mà có phép thuật ai rồi chứ gì cái gì. Cậu đang giận đó chị. Chị đừng có nói bậy bạ nha. Nhưng mà làm sao mà biết là ông có phép thuật thiệt trời. Trời ơi chị nói bậy. Quỳ xuống. Dạ. Ta không có kêu ba người quỳ. Dạ. Đứng lên kìa, cậu đâu có kêu mình đâu kìa. Quỳ kêu ai quỳ? Con áo hồng. Trời ơi, cậu biết gì bằng áo hồng luôn kìa. Cậu ơi, đừng có giận nữa cậu ơi. Cậu. Cậu đừng giận nè cậu ơi, cậu đừng giận nè cậu ơi. Tại sao như vậy? Ta không có thích ở đây đâu. Đừng có để ta ở đi. Ta ở đi, ta đụng cái con nhỏ áo hồng này ta không có thích. Ủa là cậu hay là cô? Ủa là sao vậy? Cậu như bằng nít nhập cái gì đó. Bằng nít nhập hả? Chị cộng đồng chị đừng có nói bậy bạ nè. Cậu ơi, chị Vân tới rồi. Ta muốn ở trên chợt mà cứ kêu ta về. Cậu ơi, chị Vân tới kìa. Cậu ơi, chị cậu Vân, chị Vân hồi này. Buông ra. Trời ơi, hú hồn gì. Trời ơi. Trời cái gì vậy? Mình năng phù văn yên tử. Vi phù chúc lắm yên tử. Hồng tiếp. Cái gì vậy? Mày. Sao? Mày là con nhỏ lật lọng gian xảo. Dạ, làm gì có trời ơi. Nhầm rồi. Tôi là đại gia khu này. Dạ đúng rồi. Nè, tôi là chủ đất của nguyên cái khu này. Dạ chị Vân tốt lắm, chị Vân cho tụi con mượn đất nè. Mượn dạ, chỗ làm. Dạ. Mày tốt nhưng cuộc đời mày không tin vào thần thánh. Không chủ, tôi ăn chay mà trời ơi, một tháng tôi ăn chay 15 ngày. Mày có tin tao không? Chưa tin. Cậu làm gì? Cậu đừng để cậu không? Ê ăn này. Cậu ơi. Cậu ơi. Mày tự mở đi. Buông ra. Buông ra. Cậu ơi. Có phép thuật hả? Cái gì ghê vậy? Ôi, đau quá. Cậu tự quýnh cậu luôn á chị. Tại sao lại quýnh mình vậy? Đừng bao giờ quýnh mình. Đừng tự xử nha. Cậu ơi, tin rồi. Cậu nói đi. Là người sắp gặp đại họa rồi. Ôi. Ôi trời mà ơi. Đại họa gì? Nhà người liên quan tới một vụ đất đai. Đúng không? Ta nhìn vào cái đường tương trao tàu hủ dưa leo. Không cậu ơi, cái này là ấn đường, không có tàu hủ dưa leo tương trao gì hết. Ngươi có ăn chay không? Có, 15 ngày một tháng. Sắp tới ngươi không ăn chay nữa. Để ăn cái gì? Ngươi sẽ bị ăn đòn. Hả?
gì vậy con? Cái gì thấy ghê vậy? Trời ơi, cái gì thấy ghê vậy? Trời ơi, cậu ơi. Cậu ơi, có gì mà ấm, chị phải khai với cậu đi. Cậu linh lắm, cậu biết hết. Cậu bạn ơi. Ơi, có gì hỏi đi. Bây giờ cho con hỏi nha. Con có đầu tư một khoản tiền vào mấy cái lô đất. Nhưng mà con mới có đặt cọc thôi. Cho con biết là những cái lô đất đó đó sắp tới nó có lời hay không? Sắp tới có lời không hả? Dạ đúng rồi. Đợi ta hỏi cháu ta cái. Sắp tới có lời không cậu ơi? Đất đó không có lời đâu. Nếu như bây giờ gom tiền trả cho người ta thì đất đó mới có giá trở lại, còn không là không có bán được đâu. Trời ơi, cậu bảy, sao cậu bảy biết là cái số tiền con đi đặt cọc là không phải là tiền của con? Con nói cậu bảy nghe, toàn bộ cái đống tiền đó là cái đống tiền mà con gom của bà con chơi hụi ở đây nè. Con gom đi. Đúng rồi, có của mày. Đúng rồi. Có nhỏ này không? Có của con Bóng nữa. Có cái thằng kia không? Có của thằng Bay nữa. Rồi con của ai nữa? Có của con Vi, cháu của con nữa. Hình như là còn thiếu đó. Không, đủ rồi. Không, thiếu của phần con Diễm Trinh nữa. À đúng rồi, của con Diễm Trinh. Ủa mà sao thầy biết con Diễm Trinh? Sao con biết? Tại vì ta ngự ở nhà con Diễm Trinh, ta biết. À thầy ngự ở nhà Diễm Trinh hả? Rồi bây giờ có cái cách nào mà mình bán cái lô đất đó đi nhanh để trả tiền không? Tại vì phải tới lúc mình trả tiền dây hụi cho mọi người rồi. Thì ta đã nói với ngươi rồi, bây giờ là mình gom tiền đó, gom mình tiền trả hụi cho những người còn lại đi, thì cái đất đó nó sẽ có giá trở lại. Còn nếu không trả người ta là đất đó sẽ đứng sững luôn. Nghe lời cậu đi chị. Đúng thì, rồi chị Phượng ơi. Dạ thì con cũng tính trả đó, nhưng mà thay vì 5 ngày con dời lại 50 ngày. 50 ngày 50 ngày rồi người ta lấy gì người ta ăn. Thôi bây giờ nếu như không á thì là mình trả trước khoảng sau 1 tháng là 30 ngày được không? 1 tháng hả? Được không? Bây giờ ngươi kẹt lắm đúng không? Đúng rồi. Nếu mà kẹt quá thì trả cho con Diễm Trinh trước đi. Ủa dạ, cho nó Diễm Trinh để cho kệ nó. Thầy ơi, không được. 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 Bỏ ra đây, trả là trả hết luôn. Tự nhiên cái mỏ chơi mà trên công chơi. Chơi là chơi kỳ vậy. Thế hả? Ô, con Diễm Trinh. Ủa sao kỳ vậy? Hả? Tụi bay lừa tao hả? Lừa gì mà lừa? Chị làm sao biết là chị lấy tiền hụi của tụi tôi là chị đi trồng đất? Nè, chị sống như vậy mà chị sống được cả. Chị nghĩ sao chị dụ tụi tôi chơi hụi? Rồi bây giờ người ta giật hụi chị rồi chị giật tụi tôi. Chị đâu có giật của tụi mày. Nhà cửa đất đai chị tùm lum, căn nhà 35 tỷ tao giật của tụi mày. Chị Giang ơi, chị Giang. Cái gì? Chị kêu con đi lấy vậy? Mà hả? Trên đó nó là đất bị lừa rồi. Đất bị lừa là sao? Trời ơi trời, đất đó là người ta đang tranh chấp mà chị kêu con đi ký giấy bây giờ cọc mấy trăm triệu mắc hết rồi đó. Chết rồi. Trời ơi, tiền của tụi tôi cũng ở trong đó đó. Tiền của con hả? Mấy trăm triệu tiền con đi sửa, con đập đi lây lại. Bây giờ chị kêu con mua đất, bây giờ không có tiền luôn. Trời ơi trời, tôi biết rồi, từ từ tôi trả, tôi hứa là tôi sẽ trả. Bảo giờ chị trả cho tụi tôi. Đúng rồi, bây giờ chị trả cho tụi tôi. Không trả sao được, tiền đây. Tôi hứa là tôi sẽ trả. 5 ngày nữa tôi sẽ lấy sổ tiết kiệm ra để trả cho cả nhà, được chưa? Hứa nha. Hứa. Chị chắc là 5 ngày nha. Bao chắc. Trời ơi, chị gì mê bất động sản mà tôi bất động luôn rồi.